Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với buổi tường thuật trực tiếp vòng đấu thứ 2 của giải vô địch gôn trẻ Việt Nam năm 2019. Hôm nay thì Tô Anh đã có một pha phát bóng rất tốt, rất xa. Một pha tấn công cờ rất hay của Nguyễn Vũ Đức Anh. Rất đáng tiếc cho Nguyễn Vũ Đức Anh. Một điểm pa dành cho Tô Anh ở hố gôn số 10 trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là cú đánh thứ 3 của Kentaro. Với vị trí bóng như thế này thì khả năng cao là Kentaro Kawasaki sẽ có được một điểm pa. Một pha cứu ba thành công của Trần Nguyễn Hữu Thành ở hố gôn số 10. Vừa rồi đó là pha xử lý của Ngô Thị Diệu Linh và suýt chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi, bóng đã đi thẳng vào hố. Gạt bớt đi của Jong Sun Mi. Bóng đi sát miệng hố trái. Đó là một pha tấn công cờ rất hay của Đoàn Xuân Khuê Minh. Một điểm birdie ở hố gôn đầu tiên dành cho Đoàn Xuân Khuê Minh. Một điểm pa cho Trần Triều Dương. Thiếu một chút lực nữa trong cú gạt bóng ghi điểm birdie vừa rồi của Trần Lam. Lai bóng là khá tốt. Rất hay. Đó là một pha ghi điểm bớt đi của Đỗ Lê Hà Trung. Một cú chip in. Đó là pha gạt pa thành công của Nguyễn Quang Chí để vẫn giữ được thành tích là âm một gậy. Đó là pha gạt bóng chính xác của Nguyễn Vũ Quốc Anh. Rất đáng tiếc cho Nguyễn Nhất Long và gạt pa không thành công. Bóng ở đoạn cuối đã đổ sang trái. Đó là pha gạt bóng của Lê Trúc An. Rất hay và gạt bóng chính xác từ khoảng cách xa của Nguyễn Hùng Dũng. Đây sẽ là pha gạt bóng ghi điểm birdie của Nguyễn Thảo My. Rất đáng tiếc chỉ thiếu một chút nữa thôi. Thì cú phơi này hoàn toàn. Đó là một cú bắt cực tốt của Nguyễn Việt Dũng, một điểm bogey. Gạt pa chính xác của Ngô Thanh Sơn còn. Bóng đi sát mép trái của hố. Rất đáng tiếc cho Nguyễn Thu Ngân. Của Nguyễn Hà Linh. Vậy là Nguyễn Tiến Thành phải phạt một trái bóng dự phòng. Đó là một cú đánh có kiểm soát lực rất tốt, cũng như là độ xoáy hoàn hảo để có thể đưa bóng về một vị trí thuận lợi. Đang được đến với cú bắt của Hồ Anh Huy. Cú bắt rất quyết tâm, bóng đã đi lệch vị trí. Even cho bàn giải. Rất đáng tiếc cho anh Huy với một điểm bogey. Rồi là một cú chip tương đối tốt. Chỉ còn tầm hơn 3 feet nữa mà thôi. Chúng ta cùng quay trở lại hồi đầu thứ 16 với cú phát bóng của Nguyễn Nhất Long. Đó là một cú đánh tương đối tốt của Nguyễn Nhất Long, đưa bóng lên phần đầu của green. Cú gạt pa thành công của Nguyễn Tuấn Anh và chúng ta thấy được một pha ăn mừng, để nói là rất quyết đoán của Nguyễn Tuấn Anh. Pha gạt bóng birdie của Nguyễn Bình Kiên không thành công. Một pha gạt bóng rất hay của Nguyễn Hà Linh.
và gạt bóng lên dốc vừa đủ lực và đi vào giữa hố. Cú bắt thiếu một chút may mắn của Nguyễn Đức Sơn và vẻ tiếc nuối trên gương mặt của Nguyễn Đức Sơn. Bóng đã chạm vào miệng lỗ nhưng lại lăn ra ngoài. Rất đáng tiếc cho Nguyễn Anh Minh. Có lẽ mục tiêu thực tế nhất của Đại Úy lúc này đó là cạnh tranh cho ngôi vị vô địch trẻ Việt Nam mở rộng. Đó là cú bắt để có thể tiếp tục cạnh tranh cho ngôi vị dẫn đầu. Và không thành công. Đó là một cú đánh rất tốt của Javier Nguyễn. Một cú bắt rất tốt của Javier Nguyễn và thiếu một chút may mắn trong một điểm birdie. Một cú bắt cực tốt. Và cùng quay trở lại với hồi đấu số 16. Đó là một cú phát bóng cực kỳ tốt. Hồi đấu số 16 là một cơ hội birdie từ khoảng cách hơn 4 feet, ít nhiều khó khăn. Đó là cú bắt tốt của Di Vũ, bóng đã giữ được lie và rơi vào lỗ ở bên mép phải. Tốt của anh Minh và một điểm par được ghi tại hồi đấu số 12 dành cho Nguyễn Anh Minh. Ta hãy chờ xem, rất đáng tiếc cho Trần Thế Bảo. Chỉ thiếu một chút lực nữa thôi, một lai khá đẹp của Đoàn Uy. Rất đáng tiếc, chỉ thiếu một chút ít nữa thôi, Nguyễn Thảo Uy đã có được một điểm par ở con số 9. Vậy cũng là một điểm bogey. Cả ba golfer Hanako, Thảo Uy và Chiêu Dương. Đó là một pha gạt bóng chính xác của Đặng Bùi Xuân Lâm.